để thu phục được em nó. Hôm nay mình sẽ ngụy trang lồng và đem cái con mồi già và mồi huyền thoại và lồng huyền thoại luôn, rất là cũ nhưng rất có duyên, chưa bao giờ sập trần. Thì con này nó mình săn 3 ngày rồi, hôm nay là ngày thứ ba mới có được phải không. Đây, hàng nó ở cuối thung nhá, hàng độc thung. Hôm nay trời nó cũng không được, nó không nắng, nó âm u tí. Hôm nó sập trượt rồi, hôm đánh những cây ngoài kia nó sập trượt rồi thì hôm nay cho vào đây, hy vọng là được em nó. Tôi sẽ đưa vào trong kia và giấm vào trong bụi nha, và đi đánh đi chỗ khác, không là khoảng 1 tiếng sau quay lại có hay không là biết ngay. À đây là, nó đã về đến đây rồi này, nó đã về đến bụi trên này rồi nhá. Hàng đã về đội nhé. Ok. Ba ngày săn em mới được. Quá đẹp. Siêu phẩm luôn. Sao bụi rậm thế nhỉ? Ôi gì? Lại khuất thế. Rộng hay không? Hình như yếm gần khít luôn. Con này toàn những bụi ra thế đâu. Mà đây quay rất là khó quay, bụi thấp quá. Khôn, đá khôn. Đấy, rộng hay không? Rộng này nó phải lên 6-7 âm thôi.
ra này. Đúng rồi, mày đánh từ trên đánh xuống này. Quay sắp hết quả bi lên nơi. Thôi cứ rồi, sập giờ rồi. Được chưa? Sập lung tung tué rồi, cứ rồi. Bịt con bà này.